À quên, còn đây ở trên bảng xếp hạng thạch đấu này. Ừ, xếp hạng thạch đấu này. Đây là phần bạn bè đúng không? Đây là phần thế giới. Thế giới là đang 114 sao là cao nhất. Ừ, thế là anh em sang đây kiểu lập tem tiếp theo kiểu đua vẫn được chứ. Vẫn đua được vào top thạch đấu chứ. Đó. Thì chắc là clip mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên để cho mình một like, một xem, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Còn không hay thì nhớ đừng bỏ qua điều ấy. Ok, bye bye anh em. Và hẹn gặp lại anh em trong những clip sớm nhất của mình. See you on the other side.